Giờ đây, chúng con xin được mời Linh Mục Quách Thế Bình dòng Chúa Thánh Thần đến và chia sẻ lời Chúa với chúng con. Chúng con xin mời cha. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi, lên miền núi đến một thành xứ Judea. Mẹ vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của mẹ Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng em được chúc phúc, bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm. Vì này tai tôi vừa nghe lời em chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, đứng cứu độ tôi, vì Chúa đã đối nhìn đến phần hàng tớ nịu của Chúa. Này từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel, tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoàn người trở về nhà mình. Tin mừng của Chúa. Đã. Kính thưa anh chị em và các bạn thân mến trong Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria. Qua những lời ca nguyện ngày hôm nay, chúng ta cảm nghiệm được cuộc sống của con người chúng ta bất định. Chúng ta cảm nghiệm sự bất lực của mỗi người chúng ta khi chúng ta đương đầu với tất cả những thử thách, những đau khổ, những bệnh tật, bệnh dịch hay chiến tranh. Nhất là những người Việt Nam của chúng ta trải qua biết bao nhiêu đau khổ, chiến tranh gây sự chết chóc cho biết bao nhiêu người. Rồi chúng ta bao nhiêu lần phải lìa xa quê hương của chúng ta, định cư ở những nơi xứ lạ quê người. Chúng ta cảm nghiệm được sự bất toàn của mỗi người chúng ta, sự bất định của cuộc sống. Chính vì sự bất lực, sự bất định và sự bất toàn của mỗi người chúng ta, của cuộc sống, của môi trường, làm cho chúng ta mất bình an, làm cho lòng chúng ta đầy lo lắng về cuộc sống hiện tại ngày hôm nay, đầy lo lắng về tương lai bất định, rồi những quá khứ đau khổ đang chi phối cuộc đời chúng ta. Chúng ta không biết làm cách nào để có thể giải gỡ, để có thể giải thoát khỏi những gông cùm của những đau khổ,
trong tâm lý, trong tâm linh của mỗi người chúng ta. Buổi cầu nguyện, buổi ca nguyện ngày hôm nay nhắc nhở với chúng ta để đương đầu với tất cả những thử thách đau khổ của cuộc đời của mỗi người chúng ta, của xã hội chúng ta, của gia đình chúng ta, của thế giới chúng ta. Chúng ta cần phải có Chúa. Chúng ta cần phải có hồng ân của Chúa trợ giúp chúng ta. Chúng ta dựa vào sức của mỗi người chúng ta, dựa vào sức của đoàn thể của chúng ta, dựa vào sức của một số cá nhân. Chúng ta một sớm một chiều sẽ đối diện với sự thất bại, đối diện với sự ê chề của cuộc sống. Nguồn gốc của sự đau khổ trên thế gian này, thưa ông bà, cô bác và anh chị em, bởi vì chúng ta, mỗi người chúng ta, hay nói chung, rất đông, đại đa số chúng ta sống vì cái tôi nhiều hơn. Chúng ta sống vì cái tôi của mình, cho cái tôi của mình, sống trong cái tôi của mình, sống với cái tôi của mình. Bài chia sẻ ngày hôm nay tôi đề cập với anh chị em bốn chữ. Chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta không thể nào sống cho chính mình mà thôi. Chúng ta không thể nào sống vì mình mà thôi. Mà chúng ta cần phải sống cho Chúa, cho tha nhân, vì tha nhân, vì Chúa, sống với Chúa. Chúng ta mới biết làm thế nào để sống với chúng ta và sống trong lòng chúng ta hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô. Mẹ Maria của chúng ta, thưa các bạn, anh chị em thân mến, cuộc sống của mẹ là sống trong Chúa, sống với Chúa, sống vì Chúa và sống cho Chúa. Cuộc đời của mẹ chỉ có một công thức đơn giản nhất, đó là gì? Chúa muốn con cho tất cả. Chúa cho con muốn tất cả. Mẹ hoàn toàn dâng phục. Nhân đức đầu tiên trong cuộc đời của mẹ Maria là vâng phục. Mẹ xin vâng. Bài hát chúng ta vừa nghe về mẹ Maria, bài hát thánh ca của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta có những bài hát thánh ca, nó đánh động tâm hồn chúng ta. Nhưng mà thưa các bạn và anh chị em thân mến, chúng ta không thể nào chỉ để những bài thánh ca này đánh động cái tâm hồn của chúng ta mà không giúp chúng ta đi từ sự cảm động đến sự hành động. Mẹ Maria, cuộc sống của mẹ không chỉ đơn giản là nói hai tiếng xin vâng. Mẹ sống chữ xin vâng. Cả cuộc đời của mẹ, từng giây từng phút trong cuộc đời của mẹ sống hoàn toàn vì Chúa, cho Chúa, với Chúa và trong Chúa. Mẹ vâng phục Chúa, mẹ quy phục Chúa, mẹ thần phục thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta suy nghĩ lại cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta có vâng phục Chúa hay không? Như những bài hát chúng ta vừa nghe, bao nhiêu lần chúng ta đi tìm lạc thú, tìm tiền tài, tìm quyền lực, danh vọng của thế gian này. Chúng ta nghĩ rằng tiền tài, lạc thú, quyền lực, danh vọng sẽ làm thỏa mãn được cái sự khát vọng của chúng ta. Thưa bà, cô bác và anh chị em thân mến, Chúa tạo dựng mỗi người chúng ta giống hình ảnh Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn được sự khát vọng căn bản nhất của con người chúng ta. Chúng ta muốn thỏa mãn những khát vọng này bằng tiền tài, lạc thú, quyền lực, danh vọng. Một sớm một chiều chúng ta sẽ thất vọng. Một sớm một chiều chúng ta sẽ đi từ đau khổ này qua đau khổ khác. Và chính chúng ta không phải chỉ đơn giản chúng ta đau khổ mà thôi, mà cuộc những hành động, những chọn lựa của chúng ta sẽ tạo lên những sự đau khổ trong cuộc đời của những người thân yêu chúng ta, con cái chúng ta, vợ chồng chúng ta và những người sống chung quanh chúng ta, sống trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, sống cộng đồng Kitô hữu chúng ta. Chúng ta nhìn lại coi biết bao nhiêu gia đình công giáo, biết bao nhiêu cái xã hội mang tiếng là xã hội của người Kitô hữu,
biết bao nhiêu cộng đồng Kitô hữu đã trở thành những điểm xấu, đã tạo ra biết bao nhiêu những sự u mờ, bởi vì những cá nhân trong những cộng đồng này, trong những gia đình này, trong những giáo hội địa phương này đã không thật sự chọn lựa Chúa làm gia nghiệp của đời mình, đã không chọn lựa như mẹ Maria chọn lựa, sống cho Chúa, vì Chúa, với Chúa và trong Chúa, để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề chúng ta đang gặp phải trong gia đình chúng ta, những rạn nứt của tình nghĩa vợ chồng, của mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, sự rạn nứt giữa tín hữu với hàng giáo phẩm, mất tin tưởng lẫn nhau, bởi vì mỗi người chúng ta thật sự không phải chọn lựa Chúa làm trung tâm điểm của cuộc đời của mình, không chọn lựa Chúa làm gia nghiệp đời mình. Chúng ta không sống trong Chúa, với Chúa, vì Chúa và cho Chúa. Chúng ta chọn lựa những mục đích của cá nhân chúng ta, quyền lợi cá nhân của chúng ta làm động lực thúc đẩy chúng ta hành động, chọn lựa. Những ngôn ngữ, những việc làm chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu đau khổ cho con cái chúng ta, cho vợ chồng chúng ta, cho những người bạn bè thân yêu của chúng ta, cho những người sống trong xã hội của chúng ta, cho những người sống trong cùng một cộng đồng Kitô hữu với chúng ta. Để chúng ta có thể thiết lập được nền hòa bình, để chúng ta có thể đem đến sự hiệp nhất trong một xã hội mỗi một ngày bị ung thư của sự chia rẽ, sự tranh giành của cái tôi. Mà khi chúng ta bị chi phối bởi cái tôi làm chủ cuộc đời chúng ta sống vì tôi, vì cái tôi, cho cái tôi, chỉ với cái tôi và chỉ trong cái tôi mà thôi, cuộc đời của chúng ta không có Thiên Chúa và không có tha nhân, thì thưa ông bà, cô bác và anh chị em, chúng ta mỗi một người trở thành một tế bào ung thư cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta và cho giáo hội chúng ta. Do đó chính vì thế mà mẹ Maria không ngừng hiện ra ở khắp mọi nơi, ở Fatima, ở Lộn Đức cũng như nhiều nơi khác, để kêu mời tất cả chúng ta hối cải, trở về cùng với con mẹ, chọn lựa sống trong tình yêu của con mẹ, chọn lựa để con mẹ sống đồng hành với tất cả chúng ta, để dìu dắt, để hướng dẫn chúng ta, để chính Ngài sẽ ban chúng ta thần khí ơn Chúa Thánh Thần, để chúng ta biết chọn lựa những giá trị, mà những giá trị này sẽ giúp cho chúng ta mỗi một ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn, trở nên những người Kitô hữu, mà không phải chỉ đơn giản là mang tên Kitô hữu, mà những người Kitô hữu đã trở thành những người đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, mỗi một ngày trở nên giống Chúa hơn trong sự chọn lựa, trong tư tưởng, trong cảm xúc, trong tất cả những hy sinh mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thưa ông bà, cô bác và anh chị em thân mến và các bạn thân mến, buổi ca nguyện ngày hôm nay, chúng con khao khát tất cả ông bà, cô bác và anh chị em hãy để cho lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn anh chị em. Hãy để lời Chúa như dòng suối tươi mát chảy vào trong tâm hồn của chúng ta, giải khát tất cả những khát vọng của chúng ta, vậy để giúp chúng ta có một cái sự canh tân ơn cứu độ Chúa như một dòng suối tươi mát, như một dòng sông của sự sống, có thể chữa lành chúng ta, có thể giải thoát chúng ta, có thể canh tân chúng ta, có thể giúp chúng ta định hướng để chọn lựa đâu là giá trị vĩnh hằng, đâu là giá trị tạm thời.
tiền tài, lạc thú, quyền lực, danh vọng. Ngày hôm nay chúng ta có, ngày mai chúng ta sẽ mất. Và khi chúng ta đã bán cuộc đời chúng ta, bán linh hồn chúng ta cho tiền tài, lạc thú, quyền lực và danh vọng, thì chúng ta, mỗi người chúng ta như một con thiêu thân, một sớm một chiều sẽ bị lửa của tiền tài, lửa của lạc thú, lửa của quyền lực, lửa của danh vọng đốt sống chúng ta và tiêu hủy cuộc đời chúng ta. Do đó ngày hôm nay buổi tâm tình cầu cao nguyện tạ ơn này giúp chúng ta phải ý thức được rằng khi chúng ta được sinh ra, chúng ta có hơi thở, chúng ta có cha, có mẹ. Dầu cha mẹ chúng ta bất toàn, dầu cuộc sống chúng ta bất toàn, dầu chúng ta có bao nhiêu lần lầm lỗi, nhưng lòng nhân từ Chúa bao la vô bến bờ. Chúa luôn luôn tha thứ với chúng ta, Chúa luôn luôn trợ giúp chúng ta, nâng đỡ chúng ta, dìu dắt chúng ta và đồng hành với tất cả chúng ta qua những khúc quanh co trong cuộc sống của chúng ta. Những lời cầu nguyện của các bạn tối hôm nay, những lời cao nguyện nhắc nhở chúng ta thử thách đau khổ để giúp chúng ta trở nên khiêm nhượng hơn, để chúng ta ý thức rằng chúng ta dựa vào khả năng chúng ta bất lực, dựa vào khả năng của chúng ta không giải quyết được gì cả. Do đó chúng ta cần phải khiêm tốn, cần phải mở cửa tâm hồn chúng ta, cần phải đón nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa, để lòng nhân từ của Chúa chảy vào tâm hồn của chúng ta, giải khát của chúng ta, giải khát chúng ta, giúp chúng ta học trở nên chứng nhân của tình yêu, hoàn toàn hiến thân cho người mình yêu. Để kết luận, các bạn thân mến, ngày hôm nay mẹ Maria kêu mời tất cả chúng ta là những người con của mẹ, là những người con, là những người Công giáo Việt Nam, chúng ta thực sự yêu mẹ vô bến vô bờ. Chúng ta cần phải, không phải đơn giản là yêu mẹ, kính mẹ mà thôi. Chúng ta phải học nơi mẹ. Học nơi mẹ. Học điều gì thưa các bạn thân mến? Học chọn lựa Chúa là gia nghiệp, là trung tâm của cuộc đời của mình. Chọn lựa sống cho Chúa, vì Chúa, với Chúa và trong Chúa. Ngay cái cuộc đời chúng ta gặp đau khổ, gặp thử thách, bị người khác hiểu lầm, chỉ trích, phê bình, chúng ta vẫn chọn lựa sống cho Chúa, vì Chúa, với Chúa và trong Chúa. Thì thưa anh chị em và các bạn thân mến, chúng ta sẽ có niềm vui, niềm hoan lạc trong cuộc đời chúng ta. Và chính Chúa sẽ trở thành gia nghiệp, trở thành nguồn mạch của sự bình an và sự hiệp nhất trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành sứ giả, mỗi người chúng ta thành sứ giả của sự bình an và sự hiệp nhất cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho giáo hội chúng ta và cho thế giới. Vấn đề mà chúng ta gặp phải trong xã hội ngày hôm nay, trong thế giới ngày hôm nay là gì? Là người ta muốn xóa đi Thiên Chúa, muốn bỏ đi những giá trị đạo đức, luân lý. Chính vì thế, mỗi một ngày, xã hội mất đi thần khí, mất đi định hướng, làm cho cuộc đời mỗi người, mỗi một ngày đi trong bóng tối, đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không thấy đâu cả. Thưa các bạn thân mến, chúng ta phải học nơi mẹ Maria, luôn luôn vâng phục Chúa, luôn luôn tín thác Chúa, luôn luôn sống cuộc sống tận hiến cho tình yêu, sống hy sinh phục vụ vì tình yêu. Chúng ta sẵn sàng chết cho tình yêu, để rồi chúng ta sống với mẹ Maria trên thiên đàng, hiệp nhất trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải cố gắng giữ cái bí quyết hạnh phúc mà Đức Mẹ trao ban cho mỗi người chúng ta. Đó là gì? Thưa các bạn thân mến, Chúa muốn con cho tất cả. Chúa cho con muốn tất cả. Chúa cho con thánh giá, cho con đau khổ, cho con những gánh nặng, những của trách nhiệm. Chúa cho con những lời chỉ trích của những người xung quanh chúng, của con có chấp nhận hay không?
Chúng ta cần phải trở thành những người kia tô hữu mà sẵn sàng vác thập giá. Chỉ khi chúng ta vác thập giá, chúng ta trở nên chứng nhân của tình yêu cứu độ, tình yêu mà như một dòng suối sẽ chữa lành chúng ta, giải thoát chúng ta, canh tân chúng ta, làm cho chúng ta mỗi một ngày tìm thấy được sự bình an trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa và mẹ Maria chúc lành cho tất cả các bạn, anh chị em. Giờ đây, nếu anh chị em có những thắc mắc, có những câu hỏi gì, thì xin đặt cùng với con để chúng ta cùng tham khảo, để đi sâu vào trong tình yêu của Thiên Chúa và mẹ Maria. Khúc cảm tạ. Anh chị em thân mến, cha muốn kêu mời tất cả những anh chị em đã có cơ hội tham dự vào ngày lãng quên còn một giây. Lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chuyện thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thầm giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thầm giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi,
hương tình yêu. Anh chị em thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta mẹ Maria là mẹ chung của nhân loại và là mẹ của mỗi người Kitô hữu chúng ta và của tất cả nhân sinh. Hôm nay mẹ về trời, mẹ muốn tất cả những người con của mẹ, lòng của những người con của mẹ hướng về Chúa Giêsu Kitô, chọn lựa sống trong với vì và cho Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây con xin cùng với tất cả ông bà cô bác và anh chị em dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch của tình yêu, Chúa đã xuống thế làm người, đã hy sinh chịu chết thập tự giá để cứu chuộc chúng con. Trong suốt 30 năm trời sống cùng mẹ Maria và thánh cả Giuse, Chúa đã sống cuộc sống ẩn dật, khiêm tốn, lắng nghe, cầu nguyện, lắng động để nhận định sự thật và sự giả dối của cuộc đời. Rồi để rồi trong suốt 3 năm Chúa có thể giúp tất cả những người gặp gỡ Ngài có thể nhận thức được đâu là sự thật, đâu là tình yêu của Thiên Chúa, đâu là sự vĩnh hằng. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con trong cuộc sống theo Chúa, mỗi giây, mỗi phút cuộc đời chúng con biết lắng động, chúng con biết học nên mẹ Maria, đáp lại tiếng mời gọi trong từng giây phút cuộc đời chúng con bằng hai chữ xin vâng. Xin giúp chúng con biết đầu phục, quy phục và thần phục thánh ý Chúa. Trong cuộc sống của mỗi người chúng con, khi chúng con gặp những đau khổ, thử thách, những trắc trưa trong cuộc đời, xin giúp chúng con biết tính thác vào sự quan phòng của Chúa. Đối với những trách nhiệm, những sứ mệnh mà Chúa ban cho chúng con, đối với gia đình, con cái hay xã hội cũng như giáo hội của chúng con, xin giúp chúng con biết tận hiến, biết hy sinh phục vụ vì tình yêu như Chúa và mẹ Maria. Xin đổ tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần trên giáo hội, trên cộng đồng Kitô hữu trên thế giới này, để hướng tất cả chúng con về với Chúa Giêsu Kitô, hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin anh Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em nhân chúng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Anh chị em thân mến, con đây xin mặn phép tạ ơn Chúa đã đưa tất cả anh chị em trong ca đoàn lại với nhau để chúng ta có một buổi cầu nguyện thật sốt sắng, buổi ca nguyện thật thánh thiện, để chúng ta có thể đi sâu vào trong tình yêu Chúa. Con kêu mời tất cả quý ông bà, cô bác và anh chị em đã lắng nghe, đã tham dự vào buổi ca nguyện ngày hôm nay, cũng khuyến khích tất cả những người thân của anh chị em cùng đến với chương trình của chúng con mỗi một ngày thứ bảy, để rồi chúng ta qua lời ca tiếng hát, qua sự cầu nguyện, qua chia sẻ lời Chúa, chúng ta có thể hiểu rõ về Chúa hơn, để gặp gỡ Đức Kitô, gặp gỡ mẹ thánh của Ngài, rồi chúng ta càng mỗi một ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà, cô bác và anh chị em
và xin tình yêu của Chúa Thánh Thần luôn luôn gìn giữ tất cả chúng ta được bình an và khỏe mạnh. Cùng với lời tạ ơn, chúng con xin chân thành cảm ơn Linh Mục Giuse Quách Thế Bình, Sơ Bề Trên Maria Teresa Kim Hồng và Quý Sơ Dòng Nữ Đa Minh Houston, Sơ Nguyễn Đăng Ngân, Dòng Trinh Vương, Victoria Collection và quý ông bà anh chị em đã khuyến khích, hỗ trợ và cùng đồng hành với chúng con trong buổi ca nguyện hôm nay. Xin Chúa ban bình an, gìn giữ và che chở mỗi người chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng con xin hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em trong lần ca nguyện lần tới. Xin chúc quý ông bà anh chị em một ngày an bình. Tạ ơn Chúa.